Rồi, đây bây giờ em buộc lại. Đấy, lấy cả bên này nữa. Đấy, buộc lại. Đấy. Này thì nếu mà vừa rồi anh mua thêm là cái băng keo dán cái thì là em sẽ không phải buộc như này. Tại cái bức hình góc của bố em nhá. Vâng. Photo thêm một hình này các bác này. Ở đây thì cháu Lực không phải làm ảnh thờ các bác nhá, cháu Lực làm ảnh là y xì như là cái ảnh cũ kia luôn. Đấy thì một tí nữa sẽ treo. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên cháu Lực xin gửi một lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc tới tất cả các bác trên kênh Bạn Em và Mạnh Thường Quân ở trong nước và ngoài nước. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của em Hoan các bác ạ. Thời gian vừa rồi thì cũng được là bạn Trình với lại anh chị Quyền Hiển là chia sẻ về quan cảnh của em Hoan đấy các bác. Ở trên về phía kênh của cháu Lực thì cũng có một số cô bác cũng có mong muốn là gửi những phần quà cho cháu Lực. Thì là cháu Lực cũng đã nhận được và cháu Lực cũng đã gửi tới cho em Hoan rồi cô bác. Đấy, hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục vào thêm hoàn cảnh của em Hoan, thêm là vài cái video nữa và chia sẻ cái cuộc sống cũng như là hoàn cảnh của em Hoan lên. Rất là mong sẽ nhận được sự yêu quý cũng như là sự đón nhận tình cảm của các bác dành tặng tới cho em Hoan các bác nhá. Hôm nay cháu Lực lên thì cũng có điện cho em Hoan trước rồi. Và trước khi mà cháu Lực lên chia sẻ đấy thì cũng có nhận được một phần quà là của bác Quang ở bên Nam Mỹ có gửi cho em Hoan là một cái điện thoại rồi. Và thêm là những cái phần quà khác nữa. Đấy, và hôm nay cháu Lực lên thì gửi cho em Hoan là cái tấm ảnh. Tấm ảnh của người bố của em Hoan này các bác này. Thì cháu Lực cũng đã đi làm lại và để lên không rồi. Và thêm nữa thì là hôm nay có nhận được một cái cuộc gọi điện thoại của em Hoan nói chia sẻ với cháu Lực rằng là em Hoan này là hôm qua là đi lấy củi là gặp nạn các bác. Thành ra là cháu Lực không biết là em ấy gặp nạn là có xảy ra cái vấn đề mà bị thương nặng không. Và lên thì cũng có mua cho em Hoan thêm là một thuốc, một chút thuốc đâu các bác, để một tí nữa xem là làm cái về cái vết thương của em Hoan thì như thế nào. Hôm qua thì cũng đã dặn em bảo là bị thì phải lấy nước muối để mà khử trùng để tránh cái trường hợp mà nó sẽ bị nhiễm trùng các bác. Vậy còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi vào hoàn cảnh của em Hoan các bác nhé. Đường đi xuống nhà em Hoan thì chắc là không có xa lạ gì với lại các bác rồi cô bác ạ. Đây ở đây thì là trước khi mà đi nhà em Hoan thì là qua một cái khe suối nhỏ của bác. Ở đây thì gọi là con khe suối nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà để mà trời mưa của bác nhá thì là nước dâng lên rất là lớn. Một tháng về trước thì cháu Lực có đi vào thì thấy là những cái bụi cỏ ở phía bên này này cô bác này, hầu như là nó đã bị là nước là nó cuốn là nó đã bị đổ hết rồi. Và đến hôm nay thì thấy là cỏ vẫn tiếp tục là mọc rồi. Có vẻ như là thời gian này lại ít mưa hơn một chút. Thời tiết hôm nay thì lên là nắng, rất là nắng nóng và rất là oi cô bác. Phía trước mặt của các bác là một cái ngôi nhà mà nhìn từ góc bên này đi thì là tất cả những cái phần bên xung quanh nhà đấy cô bác là đều làm hoàn toàn là phần chỉnh tường. Đấy, thật sự ra thì nếu mà để một cái ngôi nhà chỉnh tường như này các bác này hiện tại là vẫn còn tồn tại thì phải nói là ngôi nhà này đã tồn tại từ rất là lâu rồi các bác. Đây ở bên trên thì là lợp những cái tấm tôn đỏ, ở đây thì là chỉ là tôn thôi chứ không phải là tôn xốp của bác ạ, chứ không phải là tôn chống nắng gì cả. Phía bên trên thì nhìn thấy là còn có cả rơm nữa các bác. Đây có lẽ là Hoan là dùng để che một chút gió hay là khi mà có gió, khi mà có mưa mà nó hắt vào đấy các bác. Về hoàn cảnh của Hoan thì cũng là một cái hoàn cảnh mới cho Lực chia sẻ lên trên kênh. Thời gian này thì em Hoan vẫn còn là đang ở nhà của bác ạ. Tầm độ sau một tháng nữa em Hoan thì sẽ đi học. Những cái phần ở phía bên ngoài này, phần ở bên ngoài thì cô bác nhìn thấy đấy, rằng là có thể là Hoan là làm tạm bợ thêm mà một chút thôi. Mới thấy rằng là những cái phải nói là bàn tay của trẻ con làm ấy thì là
làm mà cảm thấy là rất là sơ sài các bác. Ra phía bên này thì các bác nhìn thấy là cái bức tường này thì là sẽ chuẩn bị là đổ đến nơi rồi. Ở đây thì nếu mà có một lực tác động ở đấy thôi là khiến là nó bị đổ rồi. Những bức tường này thì nó bị đổ thì bây giờ chỉ cần gọi là đợi thời gian thôi là nó sẽ bị đổ ngay. Vào nhà của Hoan thì phải nói là cực kỳ mà hoang vu các bác ạ. Hoan ơi. Hoan đang ngủ ấy, đang làm gì ấy? Hả? À? Đang ngủ à? Hôm nay không đi đâu làm gì à mà ngủ? Chân em bị đau thôi à. Chân bị đau à? À thế là Hoan gửi một lời chào tới các ông các bà cái nào. Chào các bà các chú ạ. Rồi, thế là hôm qua là anh điện cho Hoan thì Hoan nói mà là chân bị đau đúng không? Thôi anh cất cái túi này đã. Những cái đồ thức ăn thực phẩm này thì hết chưa? Gạo này thì hết chưa? Chưa. Hả? Chưa à? À là vẫn còn đúng không? Rồi. Thế cái hòm này thì là bây giờ hiện tại là ở trong đây em để cái gì? Để quần áo. Để quần áo đúng không? Cái dây xích hôm nọ anh đem lên cho đâu rồi? Không xích vào à? À nếu mà Hoan đi đâu xa là phải dùng cái xích để xích vào nhá. Rồi Hoan ngồi dịch ra đây một tí nào. Anh ngồi dịch xuống dưới một tí. Thế là Hoan là bị chân đau ở đâu? Đây. Cho anh xem nào. Đâu? Thế là này là bị làm sao ấy? Cho em đi lấy cửa thì em đá ra. Nhớ đá. Thế là đi lấy cỏ là đá là dâm chúng à? Vâng. Nhưng mà ở đây là em đi lấy cỏ thuê là lấy cỏ cho ai? Cỏ thuê. Lấy cỏ thuê á? Thế hôm đấy thì được bao nhiêu tiền? Được 10.000. Hôm đấy được 10.000 á? Vâng. Thế là hôm nay là chân đau là không đi đâu được à? Vâng. À, Hoan thì cho anh hỏi thì sắp đi học chưa? Sắp rồi ạ. Sắp rồi à? Hoan phải trả lời to to một chút nhé. Học về năm nay là Hoan lên lớp mấy nhỉ? Lớp 6. 11 tuổi à, lên lớp 6 rồi đúng không? Vâng. Hoan thì nhìn vào khuôn mặt thì phải nói là rất là hiền lành các bác ạ. Ở đây thì ai cắt tóc cho Hoan đấy? Trước anh Quyền cho tiền em đi sáng cắt. À, anh Quyền là cho tiền là đi sáng cắt đúng không? Vâng. Thế mỗi một lần cắt tóc này thì là bao nhiêu tiền? 20.000 à? Vâng. À. Đấy thì hôm nay thì anh lên đấy Hoan. Để Hoan ngồi ra kia một tí nào. Em ngồi ra kia một tí. Đấy. Hôm nay thì anh lên thì trước khi lên thì bây giờ Hoan là ngồi đi xuống dưới nhá. Xong là lấy ghế để mà ngồi xong là bôi chân nhá. Hôm qua thì Hoan đã lấy nước muối ngâm chưa? Ngâm chưa. Ngâm chưa? Thế thì ra đây lấy khử trùng cái nào. Phải lấy ghế này ngồi vào xong đến đây. Xong anh chỉ Hoan để mà Hoan khử trùng nhé. Dạ. Anh Hoan ngồi gì cũng ngồi kia. Đấy. Ngồi xa xa một tí rồi. Lấy cái ghế ra đây để vào chân. Đấy. Đây thì nào đặt cái chân kia lên anh xem nào. Hôm nay thì chưa rách sâu, nếu mà rách sâu thì cần cái băng gạt này. Hôm nay thì cháu được mua cái băng gạt với lại là thuốc cái thuốc này là thuốc khử trùng của bác ạ. Cái thuốc khử trùng thì bây giờ Hoan là mở ra nhé. Hoan mở ra xong là cắt đi xong là khử trùng vào đây cho anh. Này, còn là cái này thì băng gạt này thì một tí nó Hoan băng lại nhé. Để tránh là đất nó vào trong nhé. Đấy, một tí nữa anh sẽ chỉ Hoan là băng lại cho. Em mở nắp ra đi. Xong là có cần phải lấy dao cắt không? Xong rồi, cái dao cắt thì để anh lấy dao cho. Xem là có cần phải cắt không? Đây xem nào. Ở đây cần phải cắt để anh lấy dao đâu. Dao Hoan để ở đâu ấy? Cất từ đâu ấy? Ồ, cất đi trên kia. Để anh lấy cũng được mà. Hoan đi cân nhắc cái này đấy. Rồi, Hoan lấy dao cắt cái múi ở trên này một tí đi. Đúng rồi, cắt cái múi đấy. Đấy. Cắt ra cẩn thận tay nhá. Được chưa? Rồi, Hoan bây giờ lấy đổ vào vết thương cho anh.
Nghe là nãy anh mua thêm tăm bông nhưng mà quên mất. Đấy, đổ xong rồi lấy tay bôi bôi nó vào một tí nhá. Đây để anh đổ cho. Đấy. Lần sau nếu mà bị vết thương thì lấy cái này khử trùng thôi nhá. Vâng. Nhưng mà chưa hết đấy, một tối thì cái này không rát đâu đúng không? Vâng. Anh lấy tay xoa xoa một tí. Đấy, xoa vào một tí. Rồi. Bây giờ em dùng cái này băng cho anh nhá. Vâng. Cái này băng lại chân, băng quấn 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 vòng nhá. Vâng. Đấy, mở cái này ra. Cái này đóng nắp nó lại đi, không một tí mất nữa em lại làm đổ mất. Cái này thì là dùng xong thì em cất đi nhá. Cái này là thuốc, là thuốc khử trùng là PVP các bác ạ. Về cái hoàn cảnh của Hoan thì chắc là các bác cũng nắm gió rất là nhiều rồi. Còn ở đây thì chắc là một số các bác theo dõi mới còn chưa biết về hoàn cảnh của Hoan. Thì cháu Lực xin phép là tóm tắt lại qua một chút các bác nhé. Hoan thì năm nay là 11 tuổi, 11 tuổi rồi các bác ạ. Bố của Hoan thì bị bệnh và qua đời rồi. Còn mẹ thì là bỏ đi theo người mới rồi. Đấy, một tí nữa cháu Lực sẽ hỏi Hoan xem là bố của Hoan là mất được bao nhiêu năm rồi các bác nhé. Quấn vào sâu một tí nữa mới hở ngón chân. Đấy, quấn chân chặt chặt vào nhá. Đó. Em, đâu, từ từ em quấn để cái này nó hở ra một tí Hoan ạ. Thì mới buộc được. Đâu, quấn lên đây này. Bây giờ em bỏ lên nhá. Đấy, anh chỉ cho quấn. Bỏ hẳn ra đi. Đấy, quấn lại xong rồi đấy. Như này này, quấn lên bây giờ đấy. Quấn ra kia vào. Đấy, quấn ra. Để cho nó hở ngón chân lên này. Đấy, quấn vào. Đấy, quấn lên này. Đây, ở đây thì cháu Lực sẽ dạy em ấy để lần sau em sẽ nếu mà bị như này thì em còn biết là làm được chưa? Không 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 phải không phải quấn hết đâu nhá. Để dựa để dành cho lần sau nữa quấn cho nó chặt đã được. Để một tí nữa em đi đâu là nó không có bị. Đây bây giờ em lấy dao cắt đây cho anh. Đấy, cắt đi. Rồi đây bây giờ em buộc lại. Đấy, lấy cả bên này nữa. Đấy, buộc lại. Đấy. Này thì nếu mà vừa rồi anh mua thêm là cái băng keo dán cái thì là em sẽ không phải buộc như này. Hay nhưng mà anh không mua được thì mình bắt buộc là mình phải buộc như thế này nhá. Đấy, có như nào thì mình xài như thế thôi. Chặt chưa? Dạ. Rồi bây giờ em đóng nắp lại đi xong là để vào túi đi nhá. Dạ. Để vào túi đi xong là cất đi. Đến tối nay thì em lại bôi thì tiếp tục là dùng nhá. Dạ. Thế là ăn uống thì ăn uống thì là tự nấu hay là đi đâu để ăn? Tự nấu đúng không? Dạ. Rồi, xong là cất vào túi nhá. Dạ. Đấy, để một góc nào đấy. Rồi lấy dao cho anh ra đây, anh cất dao này. Không rồi một tí lại vào chân lại 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 không đi lại được nữa. Và hôm nay thì là cháu Lực lên thì cũng có dành tặng cho em Hoan thêm là một phần quà nữa các bác ạ. Đấy. Đấy, hôm nay anh dành tặng cho Hoan thêm một phần quà nhá. Cũng được là khá là lâu rồi đúng không? Đấy, đây là anh giả lại cái bức hình gốc của bố em nhá. Cái này thì một tí nữa em cất vào hòm nhá. Đấy, rồi đây, anh gửi cho Hoan này. Đấy, cái này là cái bản gốc của nó nhá. Đấy, còn ở đây thì là hôm nay cháu Lực là đi photo thêm một hình này các bác này. Ở đây thì cháu Lực không phải làm ảnh thờ các bác nhé. Cháu Lực làm ảnh là y xì như là cái ảnh cũ kia luôn. Đấy thì một tí nữa sẽ treo. Một tí nữa là treo treo lên đâu? Treo lên kia đúng không? Lên bàn thờ đúng không? Rồi đây anh sẽ gửi lại tấm ảnh của em cho bố này. À tấm ảnh của bố lại cho em này. Nó nhầm mất. Đấy. Nhìn thấy lại tấm ảnh bố của mình thì cảm giác của Hoan thì như thế nào? Có nhớ bố không? Có. Có à? Dạ. Để Hoan là ngắm ảnh bố thêm một chút. Em so đây mà hai tấm ảnh là có khác nhau gì không? Dạ. Khác nhau gì không? Có. Có à? Dạ. Là khác ở cái gì? Trên. Khác ở đằng sau à? Dạ. Ở đây là cái này là anh
làm để dành tặng cho em nhá. Thì anh sẽ không lấy của em đâu nhá. Và anh sẽ không không trích tiền của các bác để mà làm đâu nhá. Còn tiền các bác gửi cho em thì anh vẫn cầm, và lần nào lên anh lại mua thức ăn thực phẩm cho em. Hôm nay là tiện đường là cho Đức vào là gửi tặng cho Hoan là cái bức ảnh của bố của Hoan. Đấy, Hoan thì cho anh hỏi là bố của Hoan thì mất được bao nhiêu năm rồi? Bốn năm rồi à? Thế 4 năm thì lúc đấy là em học lớp mấy? Lớp 1. Học lớp 1 à? À, thế bây giờ là lên lớp 6 rồi đúng không? Thế là sắp được 5 năm rồi, đúng không? Mấy nữa em lên lớp 6 là được 5 năm rồi đúng không? Thế mẹ em thì là bỏ đi từ năm em học lớp mấy? Học lớp 2. Học lớp 2 à? Thế lúc đấy bỏ đi thì mẹ có nói gì với em không? Không á? Thế lúc mà mẹ em bỏ đi thì đến bao giờ thì em biết? Em biết là mẹ không ở với em nữa. Lớp 3. Lớp 3 á? Thế là bỏ lớp 3 thì là mẹ đi thì là lúc đấy em mới biết à? Lúc đấy thì ai nói với em? Bà. À, bà là nói với em là mẹ đã đi lấy chồng mới à? Thế lúc mà em đang học lớp 2 là mẹ đi đúng không? Lúc đấy thì trong thời gian mà lớp 2 đến lớp 3 thì em nghĩ là mẹ mình đi làm đúng không? Thế cứ nghĩ là mẹ mình đi làm thôi à? Thế cái lúc mà mẹ thu dọn quần áo đi thì mẹ có bảo em là mẹ đi đâu không? Không. Cũng không bảo á? Lúc đấy thì em có ở nhà không? Em đi học. À, lúc đấy thì em đang đi học à? Thế là cuối tuần về là không gặp mẹ nữa. Thế và cứ thế mà chỉ biết là mẹ đi làm thôi. Nhưng mà không biết là mẹ đi lấy thêm chồng mới đúng không? Đấy, phải nói là ở đây thì cũng không có oán trách mẹ rằng là mẹ đi lấy chồng mới cả cô bác ạ. Đấy, nhưng mà một khi đi thì bảo với lại Hoan một câu thì để Hoan đã biết. Đấy, Hoan đỡ phải tủi thân như thế. Đi học mà lên trường ấy, có từng bị các bạn trêu rằng là không có bố không có mẹ không? Không. Không có bạn nào trêu đâu à? Thế lên lớp thì các bạn có bắt nạt Hoan không? Không. Cũng không bắt nạt đâu đúng không? Nếu mà lên lớp mà có bạn nào bắt nạt ấy thì các anh không ở gần ấy thì là bảo với lại là cô giáo nhé. Hãy bảo với cô giáo các bạn bắt nạt mình thì mình không được tức giận, mình không được là đánh lại các bạn nhé. Thì lên lớp mình chỉ báo với cô giáo thôi, đấy là các bạn là bắt nạt trêu mình như thế thôi nhé. Thế thì bây giờ cái tấm đấy thì là Hoan sẽ treo ở đâu? Có đinh không? Có đinh không để anh treo cho? Không á? Thế thì lấy cái cây que này này, cây que này để xiên vào này. Để cái này thì chắc là xiên vào tầm những cái khe này là được của bác ạ. Cũng chả đây thì toàn khe. À đây này, Hoa này chỗ này có treo rồi đây. Đây này. Đấy, chỗ này có chỗ treo rồi. Có treo thấy chỗ treo không? Đấy, ở kia. Thế cái chỗ này là trước là để treo gì đây? Treo ảnh. Cũng là để treo ảnh à? Ở đây anh treo cho. Nào. Ui, nhưng mà đó, à dưới này cũng có một cái đinh. Hoàn toàn là đinh gỗ thôi. Thế bây giờ thì nhìn thấy là tấm ảnh của bố là to hơn này đúng không? Thế thì lấy cái tấm nhỏ này đừng để đây nữa, mang đi cất đi. Đấy, bây giờ có tấm to này rồi. Cháu Lực cũng chỉ biết là giúp cho Hoan là làm lại một cái tấm ảnh thôi cô bác. Đấy, một cái tấm ảnh này thì mặc dù là nó không có đắt tiền cả, nhưng mà nó sẽ rất là ý nghĩa cho em Hoan. Đấy, tấm ảnh này thì là ở một bên thì nó đã bị xé làm đôi rồi, thành ra là đi làm thì nó cũng rất là để mà hình thành y xì những cái bảng góc của nó cả. Đấy, trên bàn thờ thì là Hoan, đây là chắc là Hoan là thắp cho bố đúng không? Thắp cho bố, nhìn thấy là chỉ có mấy nén hương thôi. Đấy là trên này thì cũng cái lưu hương của bác này, thấy là dùng bằng cái ống tre để mà làm. Trên này thì có mấy cái tờ báo để mà giải lên thôi. Nhưng cái chỗ này thì là ai làm cho em? Hồi còn sống là bố làm đúng không? Có thể là bố làm là không phải là làm cho bàn thờ cho bố cả của bác, làm bàn thờ cho tổ tiên. Tổ tiên thì bố không còn nữa, thì là cũng gọi là làm mà cho bố luôn. Vào căn nhà của Hoan thì cũng
Cán Lực cũng đã chia sẻ lên là khá là nhiều lần rồi các bác. Những cái bảng điện này thì hầu như là hoan không có dùng đến, cho nên là đã bị bên thôn là người ta là cắt đi rồi. Hoan thì cũng chỉ là đến cuối tuần thì mới về có một lần thôi, ngủ lại, thế là sáng mai lại tiếp tục là đi học. Bên này thì là hôm nọ là làm xong rồi đúng không? Vâng. Hôm nọ thì là không may là cái tường này của bác này nó bị đổ, thành ra là bây giờ cái cách duy nhất là cũng chỉ biết dùng cái cây để mà rào lại thôi, để rào lại cho em Hoan, để cho tránh là ngôi nhà nó không bị hở hang nhiều quá. Như cái khu bếp núc này thì phải nói là rất là hoang sơ của bác ạ. Ở đây thì hầu như là những cái món vật dụng này là đều là được các bác anh chị mạnh thường quân là gửi để mà mua thôi. Thế còn là của về riêng của Hoan thời xưa thì chắc là chúng chỉ có cái nồi kia của bác này. Cái nồi kia tôi được nhìn thấy là cú là nhiều nhất. Vậy như Hoan thì cho anh hỏi những cái kem đánh răng này kia thì còn không? Còn à? Thế mấy nữa lên trường thì có phải mua thêm không, hay là ở trong trường người ta cho cô các cô giáo phát cho? Trong trường các cô phát cho. À là các cô phát cho đúng không? À là thế là mình tự bỏ tiền ra mua à? Thế đợt nếu mà đợt trước em đi học ấy thì là thường thường là em đi làm gì để mà có được tiền cho mua kem đánh răng? Dạ, đi hộ các bác làm việc đúng không? Dạ. Thế là cứ mỗi một tuần về là đi ra hàng xóm xong là hộ các bác này, các chú này, xong là các chú là cho tiền để mà đi lên trường, xong là mua tự mua đúng không? Dạ. Thế trong trường thì ví dụ như là xà phòng này, kem đánh răng này, dầu gội này, là sữa tắm hay là kem hay là xà phòng tắm thì là đều là tự mua hết à? Dạ. Thế là cái đấy là nhà trường không không phát cho đúng không? Dạ. Rất là mong là sau khi mà cháu Lực chia sẻ về cái hoàn cảnh của Hoan ấy, thì là Hoan mà đi học ấy, rất là được, rất là mong là sẽ được sự là hỗ trợ của các bác dành tặng tới cho em Hoan. Thế là một tuần nếu mà thường thường là đem mà xài những cái việc đấy thì hết tầm bao nhiêu tiền, hay là mua một lần thì dùng được tầm bao lâu? Được 20 ngày à? Thế là mua kem đánh răng là mua loại nhỏ thôi à? Thế thường thường loại đấy là loại 5.000 hay là 10.000? 10.000. Lại 10.000 à? Thế những cái xà phòng hay là những cái đấy thì đều là mua là loại nhỏ hết à? Mua loại thành từng gói hay là thành chai kia? Gói. À, dầu gội là mua loại gói kìa. Vậy như ngôi nhà của Hoan thì là ở bên trong nhà đấy các bác. Thì cháu được ghi hình cho các bác xem. Và bây giờ cháu được sẽ đi ra phía bên ngoài nữa. Ở đây thì đợt nọ mưa lớn quá các bác, cháu được nhìn thấy là có gió to, là có thể cái tấm tôn kia này đã bị nhổ ra, bị nhổ cái đinh ra rồi. Này là buổi tối là ngủ là thả xuống à? Vâng. Những cái tấm để mà tấm rèm này các bác này, chắc là Hoan thì cũng mua từ rất là lâu rồi các bác. Tấm này là Hoan mua hay là bố mẹ mua? Là bố mẹ mua đúng không? Trước kia là bố còn sống đấy các bác, thì là bố là ngủ phía bên kia, mẹ là ngủ ở phía bên này. Nhưng mà ở bên kia thì có vẻ như là khi mà bố mất đi đấy, là khiến cho Hoan là một cái nỗi ám ảnh rất là lớn, cho nên là Hoan là không có dám ngủ ở phía bên này nữa, và đã chuyển sang bên này ngủ với mẹ. Với mẹ được một thời gian thì là mẹ cũng không ở với Hoan nữa. Bí này thì là lấy đâu về Hoan? Bí nhà chú à? Vâng. Cái bí này là Hoan lấy về để làm gì? Để tranh để trồng. Là để trồng á? Vâng. Để trồng cái này thì lấy nguyên hạt nó trồng hay là như nào? Nguyên hạt đấy. Thế còn những cái vỏ, cái quả nó thì lấy để làm gì? À, để cho chú lấy cho lợn ăn à? Thế thì Hoan không lấy cái này để ăn à? Nhưng mà Hoan có ăn quả bí không? Có. Có à? Thế là bí này là lấy, em chỉ xin nguyên hạt thôi đúng không? Bây giờ phía bên ngoài thì khá là nóng của bác này. Trước là Hoan có chia sẻ với cháu Lực rằng là
Bố của Hoan là bị ngã ở đây đúng không? Bị ngã ở bên này à? Bên này bị ngã ở đây là bị ngã xong là mất luôn à? Nhưng mà bao nhiêu lâu thì mới tìm thấy bố? À, là thế là đi với mẹ là đi nhà bà xong là về là nhìn thấy bố là ngã ở đây đúng không? Dạ. Thế bà ngã ở đây thì là hai mẹ con đi xuống này, lúc đấy là bố chết rồi à? Dạ. Ừ. Cái lúc mà em bắt gặp bố là mẹ bảo với bố ấy, là bố chết rồi thì là cái lúc đấy thì em suy nghĩ như nào, em có khóc không? Lúc đấy em chưa biết mà em khóc. Lúc đấy là chưa biết mấy đúng không? Nhưng mà biết tin là bố chết rồi thì là lúc đấy là em có buồn không, có khóc không? Có. À, những câu chuyện đấy thì cháu Đức sẽ không có hỏi thêm nữa các bác. Tại vì là mỗi lần hỏi thì em sẽ lại một cái ký ức nó ùa về đối với em rất là nhiều. Phía bên ngoài này thì là Hoan đau chân thì ngồi đây đợi anh đi nhá. Ngồi đây đợi anh đi. Vừa rồi thì cũng băng bó cho Hoan xong một chút rồi các bác. Cũng được đâu đó là được một tháng thôi là cháu Lực chưa có vào nhà Hoan. Nhưng mà sau một thời gian ấy, sau một thời gian lên thì cũng thấy là phía bên này là Hoan cũng đã sửa lại rồi. Ngôi nhà của Hoan thì thật sự ra là một ngôi nhà mà phải nói là làm từ rất là lâu đời rồi các bác. Những cái thửa ruộng, thửa nương của nhà Hoan thì Hoan thì cũng có chia sẻ với cháu Lực rằng là để cho chú làm, xong là chú có chia cho Hoan là ít gạo. Này, các bác nhìn thấy từ xa thì hầu như là không nghĩ đây là một cái ngôi nhà mà có người ở trong cả. Đấy, nhưng mà thực chất ra là có một cậu bé năm nay mới chỉ có 14 tuổi thôi là tự ở cái một ngôi nhà. Phải nói là Hoan là rất là can đảm nữa. Hoan thì đi học thì nếu mà đi học là đi tít xuống dưới kia các bác này. Dưới kia là ở xá thôi, ở xá thì mới nhìn thấy là những cái ngôi nhà cao tầng là nhiều hơn. Nhà Hoan thì hầu như là một mình Hoan ở ấy, thì là Hoan không có nuôi thêm một con vật gì nữa cả các bác. Chỉ có mỗi là em Hoan, chỉ có một mình là em Hoan thôi. Ở đây thì những cái tấm này này các bác này có thể là làm lâu quá rồi, với lại là mưa nó bị thấm vào nữa, thành ra là khiến là nó bị mọt đi khá là nhiều. Ở phía bên này cũng thế này. Ở bên này là cái góc bếp. Những cái phần trước cửa này thì là trước là cũng làm từ phần trình tường hết của bác ạ. Đấy, nhưng mà chắc là bị đổ hết rồi. Cái Hoan này là hôm nay là cả ngày là không đi đâu được cô bác ạ. Chỉ có là nằm một chỗ thôi. Chân của Hoan thì hiện tại là đang bị đau một chút rồi. Đấy, rất là may là cái vết thương của Hoan là không có bị nặng quá. Cái điện thoại của Hoan thì từ lúc mà mua tới giờ thì có bị hỏng như nào không? Không à? Vâng. Hoan đứng dậy lên đi. Đứng dậy lên để ngồi nói chuyện cho nó dễ dàng một chút. Từ trước đến giờ là không bị hỏng rồi đúng không? Vâng. Có cái điện thoại này vào thì có còn là để mà Hoan gọi được. Đấy, cũng như là nghe gọi nữa. Ốp này thì là mua. Cái đèn đằng sau này có sáng không hả Hoan? Có sáng à? Vâng. Tức là hôm nọ anh nạp tiền cho thì còn tiền không? Hết rồi. Hết rồi á? Vâng. Còn bao nhiêu tiền? 4.000. Còn 4.000 thôi á? Vâng. Một tí nữa anh sẽ nạp cho Hoan thêm là 50.000 nhá. Vâng. Phần này thì anh lại không có trích tiền của các bác ra nhá. Đấy là anh quý Hoan cho nên là anh nạp cho Hoan là 50.000 để mà Hoan những lúc mà cần đến là Hoan có thể là gọi cho các anh nhá. Cho các anh như thí dụ như là hôm qua là Hoan ở là bị thương đấy, Hoan điện cho anh, đấy là anh ra xem là vết thương của Hoan là có bị nặng không. Đấy, rất là may là không bị gì cả. Cái này thì chắc là độ tầm là 1 đến 2 ngày thì nó sẽ khỏi rồi đấy, nhưng mà nó phải là không có bị là bị nó phải không bị nhiễm trùng nhá. Nếu mà bị nhiễm trùng là mấy đứa là sưng hết cả chân lên đấy, lúc đấy là ở nhà là luôn đấy, là ở nhà không chữa đâu đấy, phải đi bệnh viện đấy, đi bệnh viện là
là phải khử trùng mọi cái đấy, cái kiểu đấy. Có những lúc thì là những cái vết thương rất là nhỏ thôi cô bác ạ, nhưng mà nếu mà mình không biết là cách chữa trị đấy, hoặc là nó đã bị nhiễm trùng rồi thì phải nói là khiến một vết thương của mình rất là lớn. Những cái bộ quần áo của Hoan ở trên này thì còn mặc được không? Không mặc được à? Quần áo này là quần áo của mẹ à? Thế là chắc là để đây lâu lắm rồi đấy nhỉ? Trước ở đây có nuôi trâu không mà anh nhìn thấy là ở đây có cái máy cái dao thái nuôi bò á? Đây trước là nếu mà trước là nuôi bò là bò để đâu? Để chuồng đâu? Nó phá rồi à? Thì lúc đấy là bố còn ở đúng không? À. Thế là lúc đấy là bò đấy bán đi là để làm gì? Để làm đám ma cho bố à? À. Đấy, có những cái gì mà khó khăn thì là bảo với các anh nhá, địa cho các anh với lại sau này là đi học nữa nhá. Ở đây thì là cháu Lực cũng nhìn thấy là Hoan là để khá là nhiều dây được các bác này. Ở đây là nếu mà theo phong tục là người Nùng ấy thì là nó là một cái dây để mà gọi là như là một cái bùa bình an cũng như là may mắn sẽ đến với Hoan. Đấy, hôm nọ cắt tóc xong thì nhìn trông gọn gàng hơn nhỉ. Đấy là đi ăn sáng cái thì từ đây đi xuống xá thì mất tầm bao nhiêu phút? Không biết á. Thế là thường thường là em đi học đi xuống ghế thì đi học ấy, trước kia là đi học là cũng chưa biết là đi bao nhiêu tiếng à. Hôm nào thử đi xem là bấm điện thoại xem là tầm mà đi tầm bao nhiêu phút nhá. Nếu mà đi thì có đường tắt để đi không? Không á, là phải đi theo đường bê tông à. Ấy còn vừa rồi thì anh cũng dặn Hoan nhá là tối nay nếu mà Hoan đi ngủ ấy là chân của Hoan là Hoan khử trùng nhá. Là dùng cái thuốc kia mà bôi vào. Hay bôi vào một cái lượng là nó vừa đủ thôi chứ không phải là cũng không phải nhiều quá. Thuốc thì đúng thuốc thì là mình bôi vừa đủ nó sẽ khỏi, còn bôi nhiều quá thì nó cũng không khỏi đâu. Đấy, còn là cái video này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Đấy, hôm nay thì cháu Lực lên ấy thì cũng đã chia sẻ cho các bác là dành tặng cho Hoan là làm lại một cái tấm ảnh cho em Hoan. Tấm ảnh là của bố Hoan là treo ở trên tường. Đấy, còn là tấm cũ thì là để Hoan là cất đi, sau này nếu như mà đi làm lại thêm thì sẽ dùng cái tấm đấy để mà làm lại. Cái tấm vừa rồi cháu Lực làm thì nếu mà để mà là góc để mà nó bằng cái tấm góc thì nó sẽ không có bằng đâu các bác ạ, nó sẽ khác khác đi một chút. Còn cái video này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ, chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác, và cháu Lực với lại em Hoan thì sẽ kết thúc cái video này ở đây thôi các bác ạ, và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Rất là mong sẽ em Hoan sau khi mà cháu Lực chia sẻ cái cuộc sống cũng như là hoàn cảnh của Hoan lên thì sẽ được là các cô các bác là yêu quý tới cho em Hoan, dành tình cảm cũng như là sự yêu thương trao đến em Hoan các bác nhé. Và lời cuối cùng thì hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Hoan bây giờ em gửi một lời chào tạm biệt tới các bà nhé.